Mến chào anh em, hôm nay ngày 4 tây tháng 8 nè, tục hàng về tiếp tục anh em ơi. Nay về mấy con đẹp đẹp không em? Nè cái ID 9 anh em. Quá mới nè mình. Cực kỳ đẹp luôn. Hàng mới à. Hàng mới về. Con F10 khủng long anh em. Này F6 với này F7 F8 này mà. Còn nẻ 390 nữa kìa. Cho mấy mình dầu. Hai cái hả? Ba cái. Đồ dai dai rồi. Con nghèo lắm ha. Con này quá ken anh em ơi. Vàng có lấy luôn hả? Vậy. Vàng đâu có lấy hả? Qua gặp cái ca nó chua lét không? Không? Châu 4 cái phải không? Châu 4 cái hả? Châu 5 cái. Rồi, anh em nào cần xài liên hệ anh em, bên mình có bán hỗ trợ cho góp cho anh em. Rồi cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi anh em. Nhớ nhúc anh em nhớ nhúc đăng ký kênh để nhận được nhiều video mới, những clip mới anh em. Đặc biệt anh em có bán hỗ trợ trả góp cho anh em nha. Rồi cảm ơn anh em.